Hello, và đây là hướng dẫn làm bài về nhà của Unit 6, Lesson 3, Fruit. Number 1, Listen and Take. Với bài này thì các con sẽ nhận được audio của cô. Các con sẽ nghe giúp cô xem nào. Ở trong đoạn văn đấy thì các con nghe thấy màu gì nhá. What color is the apple? Các con nghe cho cô xem là màu green hay là red. Nếu con nghe thấy màu nào thì con tích vào ô đó nha. Is the banana purple? What color is the strawberry? Is the apple green? What color is the papaya? Và bài số 2, Circle the old one out. Bài này thì cô đã hướng dẫn nhiều lần rồi đúng không nhỉ? Tìm từ khác loại. Bài số 3 là Look and Match. Các con quan sát tất cả các hình cột bên tay trái và nối với các câu tương ứng cột bên tay phải giúp cô nha. It is an apple, it is a banana và it is a papaya. Con quan sát bài và gửi bài đầy đủ cho cô nhé. Hoàn thành bài tập, nghe video hướng dẫn và hoàn thành bài tập cho cô nha.